Sư cụ bước qua bụt khiến tín nữ có bầu, kỳ bí huyền tích man nương. Ở bờ phía nam sông Bình Giang có chùa tên là Phúc Nghiêm, có vị sư từ phương Tây hiệu là Già La Đồ Lê trụ trì, có người con gái tên là Man Nương, cha mẹ đều đã mất cũng tới xin học, nhưng vì có tật nói lắp không thể cùng chúng tăng tụng kinh, thường ở dưới bếp nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách tứ phương. Một đêm Man Nương nấu cháo đã chín mà tăng chúng tụng kinh chưa xong, Man Nương ngồi đợi bên cửa bếp không ngờ ngủ quên, sư Già Lê bước qua mình Man Nương. Man Nương tự nhiên có bầu, nàng xấu hổ bỏ về, sư Già Lê cũng thẹn mà bỏ đi. Man Nương sinh ra một đứa con gái, tìm sư Già Lê ở gốc cây đại thụ mà trả. Cây bèn mở thân, Man Nương đặt đứa bé vào đó, thân cây khép lại. Khi Man Nương ngoài 80 tuổi, một hôm trời mưa to gió lớn, giật đổ cây cổ thụ trôi đến trước cửa chùa. Dân thấy thế định bổ làm củi, nhưng rìu nào cũng gãy. Man Nương thử kéo chơi thì ăn thịt, nhấc cả cây lên, sai thợ tạc 4 pho tượng Phật và gọi Man Nương là Phật Mẫu.